Xin kính chào, xin kính chào các quý vị đồng nghiệp. Ở đây là em xin đại diện trình bày một cái chuyên đề về quản lý toàn diện bệnh vẩy nến với thuốc sinh học mà hiện tại thì đang được áp dụng tại khoa da liễu bệnh viện Bạch Mai. Bệnh vẩy nến thì là được coi là một bệnh da mạn tính, với ước tính ở trên thế giới có khoảng 125 triệu người mắc bệnh, chiếm tỷ lệ từ 3 đến 5% dân số ở trên thế giới, với các đặc trưng về tổn thương da như là đỏ da, dày da, bệnh nhân có tình trạng bong vẩy, ngứa hoặc tình trạng đau nhiều giống trong các trường hợp bệnh nhân bị viêm khớp vẩy nến. Và kèm theo đó thì người ta thấy được là ở bệnh nhân vẩy nến thì kèm theo đó còn có các bệnh đồng mắc khác. Ví dụ như thống kê cho thấy 30% bệnh nhân tiểu đường có tình trạng viêm khớp vẩy nến, 46% bệnh nhân tiến triển thành tiểu đường type 2 ở những trường hợp mà bệnh nhân bị vẩy nến thể màng. Và đặc biệt là với những bệnh nhân vẩy nến thể màng mà có mức độ nặng thì có 58% bệnh nhân có dấu hiệu về triệu chứng của tim mạch và 43% bệnh nhân có dấu hiệu giống như đột quỵ. Ngoài các cái tổn thương liên quan đến vấn đề thực thể thì bệnh vẩy nến còn ảnh hưởng nhiều đến đời sống tâm lý của người bệnh. Thống kê về mặt tâm sức khỏe tâm thần thì có 90% bệnh nhân là cảm giác mặc cảm, tự ti và bị cảm giác là bị kỳ thị so ở xã hội. Có trong đó thì có 44% bệnh nhân là từng có suy nghĩ tự tử và 60% bệnh nhân thì cảm thấy là bệnh vẩy nến ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của mình. Về chi phí điều trị cho bệnh vẩy nến như ở Mỹ thì là thống kê hàng năm thì ước tính chi phí tính ra là khoảng 11 tỷ đô la với những trường hợp để điều trị vẩy nến. Do đó với những cái thông tin cơ bản này thì ta có thể thấy được là bệnh vẩy nến cũng là một vấn đề mà cần phải đa số bệnh nhân quan tâm. Về đặc điểm lâm sàng của bệnh vẩy nến làm đặc trưng bởi tình trạng viêm mạn tính kéo dài hay tái phát với những đặc điểm lâm sàng khác nhau. Ví dụ như là vẩy nến thể màng, vẩy nến thể mủ, vẩy nến thể giọt, hay là những bệnh nhân bị vẩy nến thể khớp hoặc là vẩy nến thể móng, hoặc là những bệnh nhân bị tổn thương ở những cái thể đặc biệt như là vẩy nến ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vẩy nến thể đỏ da toàn thân, vẩy nến thể đỏ ngược. Trong đó thì bệnh nhân bị vẩy nến thể màng là thường gặp nhất. Sơ qua về chẩn đoán về lâm sàng thì tổn thương da có các rát, sẩn, màng đỏ giới hạn rõ, trên có vẩy da trắng dày dễ bong. Cạo block là dấu hiệu đặc trưng của vẩy nến, gồm có các tình trạng như vết nến, màng bong hay tình trạng giọt xương máu. Bệnh nhân có thể tổn thương có thể móng như là ở móng rỗ, móng dày, tách móng. Và đa phần bệnh nhân vẩy nến chúng ta sẽ chẩn đoán dễ dàng ở trên lâm sàng. Một số trường hợp thì cần phải sinh thiết da để loại trừ với các bệnh khác. Như đặc trưng của bệnh vẩy nến sau khi sinh thiết thì sẽ là tình trạng dày sừng, á sừng, lớp hạt mỏng hoặc mất, hoặc là tình trạng như vi áp xe muro và thâm nhập viêm lanh phô. Về sinh bệnh học của vẩy nến thì gồm có nhiều yếu tố tác động, bao gồm cả yếu tố gen liên quan đến HLA có tính chất di truyền, các yếu tố về môi trường tác động đến, ví dụ như tình trạng nhiễm virus, vi khuẩn, các chấn thương cơ học, các stress và tình trạng miễn dịch của cơ thể. Trên đây là cái sơ đồ liên quan đến mô tả về vòng xoắn bệnh lý sinh bệnh học của vẩy nến. Nó là một cái vòng xoắn viêm đặc trưng bởi tình trạng là tăng sinh các tế bào sừng ở lớp thượng bì dưới tác động của các tế bào lanh phô. Liên quan nhiều đến các TH1 như interleukin 17A, interleukin 23 thì là đều có tác dụng liên quan đến cơ chế phân tử trong sinh bệnh học vẩy nến. Bệnh vẩy nến hiện nay được coi là bệnh viêm hệ thống bởi bệnh nhân bị gặp nhiều ở các chuyên khoa khác nhau, ví dụ như tiểu đường, chuyên khoa về các bệnh lý toàn thân như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa. Vẩy nến thể móng, các bệnh liên quan đến việc tiêu hóa như bệnh Crohn, viêm đại tràng, tổn thương ở mắt như tình trạng viêm ở mắt và liên quan nhiều đến gánh nặng tâm thần của bệnh nhân vẩy nến. Rất nhiều bệnh nhân có tình trạng trầm cảm, tăng ý tưởng tự sát hay là nhân nghiện rượu. Vậy thì nhu cầu của người bệnh trong khi điều trị vẩy nến, bệnh nhân vẩy nến đang muốn gì? Đa số bệnh nhân sẽ tình muốn là bệnh nhân có tình trạng da sẽ nhanh chóng đỡ hơn, chiếm 94,2%, bình phục tất cả các tổn thương da và lấy lại sự kiểm soát bệnh để có sự tin tưởng vào quá trình điều trị. Và mục tiêu điều trị của bệnh vẩy nến thì mục tiêu thiết yếu là sẽ là giảm thương tổn da. Mục tiêu tiếp theo là cải thiện các chất lượng cuộc sống, là gồm có giảm mức độ hoạt động của bệnh, giảm hoặc ngăn ngừa bệnh kết hợp và tránh được sự kỳ thị của xã hội, tránh được rào cản của tâm lý. Năm 2017 thì đã có sự đồng thuận về mục tiêu điều trị của bệnh vẩy nến, gồm có hiệu quả chấp nhận được là dưới 3% BSA, tức là diện tích thương tổn vẩy nến ở trên cơ thể, và trên 75% cải thiện bệnh sau 3 tháng điều trị. Với mục tiêu sau này và duy trì sẽ là giảm tổn thương của người bệnh, tổn thương da dưới 1% tổn thương da.
Và mục tiêu mới trong bệnh điều trị bệnh vẩy nến năm 2018 được đưa ra là sạch hoàn toàn xăng trong vẩy nến, duy trì cải thiện viêm khớp vẩy nến, giải quyết được các vị trí vẩy nến đặc hiệu như là vẩy nến ở da đầu, móng, lòng bàn tay và lòng bàn chân và cải thiện được chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Về điều trị của vẩy nến thì hiện nay thì chúng ta có điều trị tại chỗ, điều trị các thuốc cổ điển và mới nhất đây là các điều trị bằng các thuốc sinh học. Điều trị tại chỗ và điều trị bằng các thuốc toàn thân cổ điển thì trước đây chúng ta đã dùng rất nhiều, đặc biệt là những bệnh nhân vẩy nến thể nhẹ và vừa. Nhưng trong khi đó thì các thuốc điều trị toàn thân cổ điển thì cũng được áp dụng, nhưng do một số các tác dụng về mặt điều trị lâu dài, một số tác dụng phụ ví dụ như methotrexate có thể gặp ở chống chỉ định với những bệnh nhân bị viêm gan, bị suy gan, cyclophosphamide và retinol điều trị lâu dài có thể làm tăng tổn thương da. Do đó thì hiện nay với các thuốc sinh học đang được tiến hành điều trị thì đưa ra những cái phương pháp, những cái hiệu quả khả quan hơn cho người bệnh bị bệnh vẩy nến. Và sự ra đời của các thuốc sinh học theo dòng lịch sử thì ngày càng được nghiên cứu và được đưa ra ở trên thị trường. Và mới đây nhất là năm 2018 là đưa ra thuốc Titraquinumab với ức chế Inokin 23-23P19 là được đưa ra trên thị trường. Hiện nay các thuốc sinh học, danh sách đây là các thuốc sinh học đang được FDA Pro chấp thuận để điều trị vẩy nến thể mảng và viêm khớp vẩy nến. Tại Việt Nam thì chúng ta đang sử dụng là 4 thuốc là Secukinumab 300mg, Infliximab 5mg, Ustekinumab 45mg và Adalimumab 40mg thì đều cho thấy hiệu quả và tính an toàn ở trong các thử nghiệm lâm sàng ở trên thế giới. Lý do mà điều trị bằng thuốc sinh học được hiệu quả bởi vì nó được tiếp cận với những vùng vẩy nến ở những vùng mà dễ bị vỏ sót như là ở vẩy nến thể móng, thì 40-60% bệnh nhân là điều trị bằng các thuốc thông thường là không có hiệu quả, khó điều trị và giảm chất lượng cuộc sống. Trên đây là các cái bảng đánh giá hiệu quả của Ustekinumab, Adalimumab và Secukinumab đều có tác dụng là lâu dài, đều có tác dụng hiệu quả lâu dài và đáp ứng tốt với nến thể móng. Hoặc là những vẩy nến ở vùng sinh dục, ví dụ như là bệnh nhân ở, đặc biệt là bệnh nhân ở trẻ tuổi, ở nam giới, bệnh nhân có tính chất khởi phát sớm, bệnh nhân vẩy nến thể nặng và bệnh nhân thấy giảm chất lượng cuộc sống, đặc biệt là trong các hoạt động tình dục ở bệnh nhân, thì thuốc sinh học đều có tác dụng. Bảng so sánh về cải thiện đến tuần 12 của các xăng thương khó trị ở các thuốc sinh học thì đều cho thấy tỷ lệ cải thiện trên 70%. Cho bệnh nhân vẩy nến. Trên đây là hình minh họa của tổn thương ở thời điểm ban đầu và sau thời điểm tuần thứ 16, tức là sau khoảng 4 tháng điều trị. Bệnh nhân có thể tình trạng móng trở nên hoàn toàn, gần như hoàn toàn bình thường. Tổn thương ở thân mình trước điều trị và sau điều trị 16 tuần đều cho đáp ứng tốt. Vậy thì với những cái tình trạng, với những cái hiệu quả điều trị như này và áp dụng trong điều trị, mục tiêu điều trị của mình thì kế hoạch quản lý toàn diện trong điều trị bệnh vẩy nến thì sẽ gồm có tăng cường sự hợp tác giữa bác sĩ và bệnh nhân, đánh giá thương tổn da và chất lượng cuộc sống, tầm soát và kiểm soát tốt các đối tượng đặc biệt khi điều trị bằng thuốc sinh học và phải chọn lựa điều trị phù hợp với cá thể. Phần tăng cường hợp tác giữa bác sĩ và người bệnh thì chúng ta cần phải giáo dục sức khỏe để giúp bệnh nhân hiểu rõ được vai trò của mình để hợp tác trong quá trình tham vấn, giải thích rõ ở từng lần khám, cần có những cái tờ rơi đầy đủ và dễ hiểu và trang web thông tin, bởi vì thuốc sinh học là nhiều khi là vẫn người ta vẫn chưa hiểu rõ được tác dụng và chi phí điều trị của thuốc. Và tư vấn bệnh nhân là tránh các yếu tố nguy cơ như là hút thuốc, uống rượu, stress, tăng cân, nhiễm trùng, chấn thương, chia sẻ và hợp tác của bác sĩ và bệnh nhân trong quá trình điều trị. Việc đánh giá thương tổn da và chất lượng cuộc sống. Chúng ta có 3 đến 4 thang điểm để đánh giá thương tổn da và chất lượng cuộc sống trong bệnh vẩy nến, gồm có đánh giá diện tích vùng da bị bệnh, chỉ số diện tích và độ nặng của bệnh vẩy nến, chỉ số IGA 2011 là đánh giá toàn cầu của nghiên cứu viên và chỉ số chất lượng cuộc sống DAQI của người bệnh. Cụ thể là với chỉ số diện tích và độ nặng của bệnh vẩy nến thì có một chúng ta có một cái bảng để đánh giá về các tổn thương ở vùng da đầu, ở vùng thân mình, tay, chân với các triệu chứng như đỏ da, dày da và bong vẩy, đánh giá các thang điểm khác nhau.
Cái này chúng ta có thể và tính và thư tính thành điểm từ 0 đến 72. Thường thì chúng ta sẽ không tính thủ công nhân tay mà chúng ta sẽ có một cái phần mềm và một trang web riêng để nhập các số liệu và tính điểm ra cho mình bệnh. Đây là những hình ảnh tương quan giữa các mức độ từ 0 đến 4 ở các vùng tổn thương của bệnh vẩy nến. Và chỉ số PASI thì sẽ được đánh giá trước, trong và sau khi điều trị. Điều trị PASI điểm số sẽ dao động từ 0 là tốt nhất đến 72 là tệ nhất. Và từ đó thì sẽ được chia ra làm 3 mức độ điều trị của bệnh vẩy nến, gồm có thể nhẹ là PASI dưới 10, thể vừa là PASI từ 10 đến 20 và thể nặng là PASI trên 20 điểm. Điểm số PASI 75 là điểm số PASI của bệnh nhân được cải thiện giảm ít nhất 75%. Đây là mức giảm có ý nghĩa lâm sàng trong độ nặng của bệnh vẩy nến. Về chỉ số diện tích vùng da bệnh thì sẽ tính thêm chỉ số là 9% ở mỗi vùng của cơ thể. Với mức độ nhẹ là BSA dưới 10, nặng là từ 10 đến 30, vừa là từ 10 đến 30 và tổn nặng là trên 30. Về chỉ số về chất lượng cuộc sống DLQI thì cái này thì bệnh nhân sẽ được tự trả lời và mỗi câu hỏi sẽ được đánh giá mức điểm từ 0 đến 3. 0 là hoàn toàn và không liên quan, 1 là ít, 2 nhiều và 3 là rất nhiều với 10 câu hỏi về chất lượng cuộc sống của người bệnh. Về tầm soát và kiểm soát tốt các đối tượng, đặc biệt khi điều trị bằng thuốc sinh học. Bởi có rất nhiều đối tượng mà ví dụ như là ở giai đoạn nhạy cảm như trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú, hoặc là các tình trạng như nhiễm trùng mãn tính như lao, viêm gan B và viêm gan C và HIV có triệu chứng về bệnh vẩy nến thì chúng ta cần phải kiểm soát và tầm soát được khi điều trị bệnh vẩy nến bằng thuốc sinh học. Ví dụ như ở giai đoạn nhạy cảm với những bệnh nhân là trẻ em hay là phụ nữ có thai và insulin thì đã có những nghiên cứu để biết được là thuốc có tác dụng trong điều trị, nhưng hiện tại giờ ở Việt Nam chưa có chỉ định về các thuốc này trên những đối tượng như là trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú. Các tình trạng nhiễm trùng mãn tính như là lao thì trước khi điều trị bằng cải vẩy nến bằng thuốc sinh học thì chúng ta phải tầm soát lao cho người bệnh bằng cách làm các xét nghiệm QuantiFERON và X-quang phổi. Điều trị lao tiềm ẩn trong vòng 4 tuần và lao hoạt động trong vòng 6 tháng với trước khi điều trị bằng thuốc. Và thống kê thì thấy là đánh giá hiệu quả thì NLK17A có tác dụng tốt trong việc điều trị vẩy nến mà có tình trạng lao tiềm ẩn và cần phải kiểm tra lại mỗi 3 tháng. Với các nhiễm trùng như viêm gan B và viêm gan C thì viêm gan B thì NLK17A có tác dụng ức chế bệnh vẩy nến tốt khi điều trị và phải điều trị dự phòng kháng virus trước từ 2 đến 4 tuần, phải làm các xét nghiệm như AST, ALT, định lượng virus trong khoảng định lượng virus DNA, HPV mỗi 3 tháng một lần để chúng ta có một cái tầm soát viêm gan B, tránh các hiện tượng tái hoạt khi điều trị bằng thuốc sinh học. Viêm gan C thì hiếm khi tái hoạt và các thuốc ức chế TNF alpha, ức chế NLRP3 hay ustekinumab có tác dụng tốt trong điều trị vẩy nến. Hiện tại là đây là bảng các cái nhiễm trùng mãn tính và các thuốc ức chế sinh học trong điều trị vẩy nến có tác dụng tốt với viêm gan B, viêm gan C, lao và HIV. Với các trường hợp bệnh nhân có tình trạng phẫu thuật cần phải phẫu thuật lớn thì khi có dự định thì nên ngưng điều trị bằng thuốc sinh học trước 4 lần thời gian bán hủy của thuốc. Ví dụ như infliximab thời gian bán hủy là từ 8 đến 9 ngày thì thời điểm ngưng thuốc sinh học phải từ 4 đến 6 tuần. Adalimumab thời gian bán hủy từ 14 đến 19 ngày thì cần phải ngưng thuốc sinh học từ 6 đến 8 tuần. Ustekinumab thời gian bán hủy 21 ngày thì cần phải ngưng thuốc sinh học khoảng 12 tuần và có thể bắt đầu lại ngay tác nhân sinh học sau khi phẫu thuật nếu không có bằng chứng về nhiễm trùng và quá trình lành thương diễn ra tốt. Đây là bảng danh sách các cận lâm sàng theo dõi trước và trong điều trị. Chúng ta cần phải khai thác tiền sử, khám lâm sàng, sàng lọc lao trước khi điều trị, chụp X quang ngực, nhiễm khuẩn và làm các phản ứng như công thức máu, chức năng gan, protein C phản ứng, viêm gan loại trừ, viêm gan B, viêm gan C, HIV, các bệnh máu ác tính, tổng phân tích nước tiểu. Và trong quá trình điều trị thì cần phải làm các xét nghiệm sinh hóa máu, công thức máu mỗi lần bệnh nhân đến khám, loại trừ lao HIV, lao viêm gan B, viêm gan C khi bệnh nhân có lao tiềm ẩn hoặc có tình trạng nhiễm virus viêm gan B mãn tính mỗi 3 đến 6 tháng một lần. Về chọn lựa điều trị phù hợp với cá thể với thuốc sinh học, chúng ta cần phải xem xét yếu tố khi lựa chọn thuốc sinh học, đó là bệnh nhân nào thì cần đánh giá để được cần điều trị với thuốc sinh học. Ví dụ như
với những tác nhân mà ức chế TNF alpha hoặc là anglin 17, 12, 23, 17A hoặc anglin 23 thì tác dụng nào sẽ tác dụng được với các tình trạng như là bệnh nhân có thai, bệnh trẻ em, tình trạng nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C, HIV hay là có tình trạng tét lao tiềm ẩn. Và cái này thì sẽ chọn lựa theo cơ chế bệnh sinh. Chúng ta có thể định lượng interleukin 17A hoặc TNF alpha, interleukin 12 hay 3 để xem là bệnh nhân đấy có ưu thế hơn, xét nghiệm bệnh nhân có ưu thế hơn với interleukin nào để lựa chọn các thuốc điều trị phù hợp. Ví dụ như interleukin 17A thì có secukinumab ức chế, TNF alpha thì có adalimumab và ivilizumab, và ức chế interleukin 12 hay 3 thì có ustekinumab. Hiện nay thì các thuốc sinh học điều trị ở Việt Nam được dùng là có 4 loại. Infliximab chỉ định trên vẩy nến là bệnh nhân vẩy nến thể màng trung bình đến nặng, cần điều trị toàn thân, vẩy nến dạng mạc mức độ trung bình và nên sử dụng sau khi quang trị liệu không hiệu quả hay không thích hợp. Hoặc hóa chất là adalimumab chỉ định trên những bệnh nhân vẩy nến trưởng thành, mắc bệnh nhân vẩy nến thể màng mãn tính, không đáp ứng hoặc không có chứng chỉ định, hoặc bất dung nạp trị liệu toàn thân khác, bao gồm cyclophosphamide, methotrexate hay PUVA. Thứ ba là hóa chất ustekinumab chỉ định trên bệnh nhân vẩy nến thể màng trung bình đến nặng người lớn, không đáp ứng hoặc chống chỉ định hay không dung nạp với các liệu pháp điều trị toàn thân khác, bao gồm có cyclophosphamide, methotrexate hoặc PUVA. Và thứ tư là hóa chất hiện tại mới nhất đang được điều trị ở Việt Nam, được Bộ Y tế Việt Nam cho phép từ năm 2016 là secukinumab chỉ định trên bệnh nhân vẩy nến thể màng mức độ trung bình đến nặng ở những bệnh nhân người lớn trên 18 tuổi có chỉ định điều trị đường toàn thân hoặc quang liệu pháp. Bảng danh sách trên này là các liều tải và liều duy trì của 4 thuốc, trong đó đánh giá đáp ứng của infliximab là 8 đến 4 tuần, adalimumab là 12 đến 16 tuần, ustekinumab là sau 12 tuần và secukinumab cũng sau 12 tuần. Và chi phí trên 1 năm điều trị về thuốc sinh học cũng được nêu trên bảng này. Trong đó thì secukinumab chi phí trong 1 năm điều trị hiện tại bây giờ là thấp nhất, khi chưa bảo hiểm là bệnh nhân mất rơi vào tầm khoảng 265 triệu một năm. Cao nhất là adalimumab 322 triệu một năm. Kết luận là vẩy nến là một bệnh viêm da mãn tính có tính hệ thống với nhiều bệnh lý đồng mắc, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Và khi điều trị bệnh nhân bằng thuốc sinh học thì chúng ta cần phải tư vấn, chọn lựa đối tượng phù hợp và cần có sự hợp tác giữa bác sĩ và bệnh nhân. Thuốc sinh học có tính chất kiểm soát tốt là hy vọng của người bệnh vẩy nến trong hiện tại và tương lai. Tuy nhiên thì với hiện nay thì chi phí điều trị bệnh nhân vẩy nến bằng thuốc sinh học thì tương đối cao. Hy vọng rằng trong vòng tương lai 1-2 năm tới thì sẽ có ra đời nhiều thuốc sinh học hơn với chi phí giảm tải hơn cho người bệnh, để người bệnh có thể có nhiều sự lựa chọn điều trị bệnh vẩy nến tốt hơn và hiệu quả hơn. Xin trân trọng cảm ơn ạ.